Xuân Quỳnh rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Cơ thể bạn nói gì được phát sóng vào 18 giờ thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VTV2. Và có lẽ là Xuân Quỳnh cũng vẫn còn giữ nguyên những cảm xúc mà tôi cũng đã từng chia sẻ, đó là cứ mỗi khi đến với chương trình này thì tôi cũng đều cảm thấy rất thú vị, bởi vì chúng ta lại có cơ hội để cùng nhau bàn luận, trao đổi những vấn đề về sức khỏe và cả về làm đẹp nữa, để làm thế nào chúng ta có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe không chỉ cho bản thân mình mà còn cho những người xung quanh. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ bàn về một chủ đề mà tôi nghĩ là có lẽ rất nhiều người quan tâm. Bởi vì rõ ràng chúng ta từng biết là cái răng, cái tóc là gốc con người. Bao giờ cũng như vậy, khi mà chúng ta có một hàm răng đẹp thì nụ cười cũng sẽ tỏa sáng hơn. Và nó cũng gần như là một trong những yếu tố quyết định để tạo nên một gương mặt rạng rỡ, đúng không ạ? Và đối với những ai mà chúng ta chưa may mắn có được một hàm răng đều hay là đẹp theo đúng tiêu chuẩn thì cũng không phải quá buồn phiền khi mà chúng ta đã có những cái công nghệ hiện đại như là niềng răng. Và hiện nay thì có một cái công nghệ mới, đó là niềng răng trong suốt Invisalign. Thì đây là một công nghệ mới mà không phải là ai cũng biết. Và để mà tuân thủ theo cái công nghệ này thì chúng ta cũng cần phải có rất nhiều những lưu ý và cần có sự thăm khám và tư vấn của những bác sĩ chuyên khoa, những bác sĩ có kinh nghiệm. Vậy thì ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng theo dõi với chương trình để chúng ta có thêm được những kiến thức bổ ích. Và đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay bác sĩ chuyên khoa 1 Đinh Xuân Quang, giám đốc Trung tâm Nha khoa Quốc tế. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Xuân Quỳnh. Xin kính chào quý khán giả đang xem truyền hình và kính chào tất cả các quý vị đang ngồi trên trong trường quay. Trước khi đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn của chương trình. Công nghệ niềng răng Invisalign sử dụng loại khay trong suốt có thể tháo lắp, thiết kế cho từng bệnh nhân để điều chỉnh vị trí các răng trên cung hàm mà không cần đến dây cung và mắc cài kim loại. Trải qua hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển tại các phòng lab hiện đại nhất của Mỹ, cùng sự hỗ trợ của mạng lưới hơn 100.000 bác sĩ chuyên gia chỉnh nha trên toàn thế giới, Invisalign sử dụng hơn 700 bằng sáng chế trên tất cả các lĩnh vực, từ chất liệu nhựa đến phần mềm sử dụng để thiết lập bản đồ kỹ thuật số, lên kế hoạch cho răng di chuyển. Công nghệ Smart Fork tạo hệ thống lực tác động chính xác lên từng điểm trên răng. Công nghệ Smart State tối ưu tiến trình dịch chuyển răng và vật liệu Smart Check, chất liệu niềng răng ưu việt. Invisalign hiện cung cấp tại hơn 100 quốc gia như Mỹ, Canada, các quốc gia châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, châu Á, Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi và Mỹ Latin. Bằng sự trợ giúp của công nghệ máy tính với hình ảnh 3D tiên tiến, nha sĩ sẽ scan mẫu hàm và lập kế hoạch điều trị hoàn chỉnh cho hàm răng của bệnh nhân từ vị trí ban đầu cho tới vị trí mong muốn cuối cùng. Kế hoạch điều trị này được gửi sang Mỹ để chế tạo ra chuỗi các bộ khay chỉnh răng trong suốt dành riêng cho răng của từng bệnh nhân. Trung bình mỗi bộ chỉnh răng được đeo khoảng 2 tuần, sau đó sẽ được thay thế bằng một bộ mới trong chuỗi đó. Mỗi khay di chuyển răng khoảng 0,25mm dần dần đưa răng vào đúng vị trí. Cán bộ chỉnh răng Invisalign điều chỉnh răng bằng cách tạo ra các dịch chuyển có kiểm soát cho răng. Khác với niềng răng truyền thống, Invisalign không chỉ kiểm soát độ dịch chuyển với mỗi bộ chỉnh mà còn kiểm soát cả thời gian dịch chuyển. Do vậy, tại mỗi bước, chỉ có một số răng nhất định được phép dịch chuyển. Theo kế hoạch điều trị Invisalign riêng cho bước đó, nó tạo ra một hệ thống tạo lực hiệu quả, di chuyển răng tới vị trí mong muốn đích trước. Thưa bác sĩ, công nghệ Invisalign thì là một công nghệ mới. Tuy nhiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là công nghệ niềng răng Invisalign thực chất nó là như thế nào không ạ? Công nghệ niềng răng Invisalign là một sản phẩm của Mỹ, được phát minh cách đây 20 năm. Sản phẩm này nó dùng trong điều trị chỉnh nha, hay chúng ta gọi là niềng răng, nhưng mà niềng răng trong suốt, dùng một hệ thống khay trong suốt và chúng ta cứ đeo hàng ngày, nó sẽ tùy chỉnh trong từng bệnh nhân một. Thì người nha sĩ sẽ phải làm gì? Chúng ta sẽ phải quét mẫu hàm bệnh nhân, đưa lên phần mềm 3D và hệ thống phần mềm Green Check, để sau đó chúng ta gửi qua Mỹ và các nhà khoa học ở Mỹ cùng với bác sĩ chỉnh nha của bạn sẽ lên kế hoạch điều trị cụ thể để cho răng của bạn được tối ưu hóa, đưa về cái vị trí mong muốn và vị trí trên cung hàm để đạt độ thẩm mỹ tối đa cũng như chức năng tối đa. Công nghệ Invisalign thì hiện nay có rất là nhiều cái tính năng ưu việt, và những tính năng ưu việt này đã được rất nhiều các quốc gia trên toàn thế giới sử dụng và đã có khoảng hơn 6 triệu bệnh nhân trên toàn thế giới điều trị thành công. Rõ ràng là công nghệ niềng răng Invisalign này thì nó là một công nghệ mới, công nghệ hiện đại đúng không ạ? Tuy nhiên thì công nghệ này, thì nguồn gốc xuất xứ của nó là xuất phát từ đâu để mà quý vị khán giả chúng ta có thể có một cái căn cứ hay một cái sự tin tưởng nào đó khi lựa chọn phương pháp này? Xuất phát từ Mỹ nhưng cụ thể là như thế nào? Thì có một câu chuyện về chỉnh nha mắc cài. Có người bệnh nhân, người đó đến chỉnh nha của một nha sĩ của cô. Cô ý thấy phương pháp mà niềng răng mắc cài rất là gây khó chịu, và cô đã có ý tưởng phát minh ra cái công nghệ niềng răng trong suốt bằng các khay trong suốt chỉnh nha. Và
Và cô là học đại học Stanford của Mỹ. Và công ty mà phát triển hệ thống này đó là công ty Align Technology ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Phát minh năm 1997, thì sau đó một năm, đó năm 1998, thì cơ quan thực dược phẩm của Hoa Kỳ là FDA đã được chấp nhận cái sản phẩm này được dùng trên cơ thể con người. Sẽ có một sản phẩm tốt nếu chúng ta được một cơ quan nào được cấp phép, mà cơ quan hiện nay cấp phép và y học người ta tin tưởng nhất đó là FDA của Hoa Kỳ. Mỗi năm tôi làm tôi thấy là lượng bệnh nhân tăng lên rõ rệt và người ta tiếp nhận một cách hồ hởi. Như tôi thấy trước đây, như bạn bè người thân của tôi làm thì là thường hay có một cái mắc cài, vâng sắt ở trên răng, thì mỗi một lần cười hay là nói thì là nó lộ ra. Rồi tôi thấy khi mà họ ăn uống hay là vệ sinh cá nhân thì họ cũng than phiền dữ lắm. Thì có lẽ là với cái công nghệ này thì họ sẽ không phải gặp phải những cái tình huống như thế nữa. Công nghệ mà Xuân Quỳnh vừa nói thì chính là cái mô hình mà tôi cầm trên tay đây. Mô hình này mô phỏng lại là công nghệ niềng răng, các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp. Khi mà chúng ta niềng răng bằng phương pháp cổ điển thì một điều là rõ nhất là chúng ta sẽ không có thẩm mỹ. Bệnh nhân có thể là mang cái mắc cài suốt trong quá trình chỉnh nha. Và điều thứ hai là khi mà mắc cài sẽ chạm vào môi và vào má thì chúng ta rất là khó chịu, rất là đau đớn. Còn công nghệ chỉnh nha trong suốt thì như các bạn biết thì họ dùng các khay trong suốt và dịch chuyển cái răng theo cái cá nhân hóa. Mỗi khay được thay trong vòng 2 tuần và cái khay này sẽ được dịch chuyển cái răng từ 0,2 đến 0,25mm. Và đến cái khay cuối cùng thì bạn sẽ thấy răng của bạn tuyệt vời. Nếu mà anh không tháo ra thì tôi cũng không nhận thấy rằng là cái hàm răng này là đang sử dụng cái công nghệ niềng răng và công nghệ chỉnh nha. Bởi vì là nó trong suốt, mà cảm giác như là chúng ta sẽ không có một cái vấn đề gì đó ảnh hưởng đến thẩm mỹ, hay là khi mà chúng ta cười nói thì cũng giống như là một hàm răng bình thường. Thế nhưng mà cái ưu điểm vượt trội của nó còn có những cái ưu điểm nào khác nữa ngoài cái vấn đề về thẩm mỹ hay là cái sự tin tưởng của chúng ta về cái nguồn gốc xuất xứ của nó? Ưu điểm vượt trội theo tôi là họ có thể tính toán được cái thời gian, biết trước được kết quả điều trị. Tức là dùng cái phần mềm CleanCheck và phần mềm 3D, chúng ta có thể thiết kế được cái khay đầu tiên và khay cuối cùng, cái răng cuối cùng chúng ta như thế nào. Và điều đó làm rõ làm bệnh nhân tin tưởng hơn và sẵn sàng dùng phương pháp này. Khi mà chúng ta dùng trong suốt này, chúng ta có thể tự tin khi giao tiếp, chúng ta không có thể là ngại ngùng khi mà chúng ta có thể cười. Cũng liên quan đến chủ đề này, có một vị khán giả đã gửi một câu hỏi đến cho chương trình và nhờ bác sĩ tư vấn như thế này. Thưa bác sĩ, răng của tôi bị hô hàm trên khá là nhiều. Tôi tìm hiểu và thấy công nghệ Invisalign hay quá nên tôi muốn được niềm hàm răng của tôi đẹp hơn. Nhưng mà trường hợp hàm răng của tôi bị hô như vậy thì có niềng được hay không? Và những đối tượng nào thì có thể làm phương pháp niềng răng trong suốt Invisalign này? Trước hết thì tôi xin cảm ơn câu hỏi của quý khán giả đã gửi cho chương trình. Trả lời câu hỏi này chính xác thì đúng ra tôi phải khám kỹ được bệnh nhân, phải đánh giá là khớp cắn đấy là khớp cắn hạng mấy, tiểu loại nào, tức là đánh giá được mức độ lâm sàng. Sau đó chúng ta phải chụp phim Squat 3D cho nên kế hoạch điều trị. Nhưng tôi sẽ nói vắn tắt, nói chung chung với điều trị với trường hợp hô hàm thì Invisalign điều trị rất là tốt. Nếu chúng ta đánh giá là hô hàm quá mức thì chúng ta có thể nhổ hai răng hàm trên và hai răng số 4. Cũng giống như chỉnh nha truyền thống, chúng ta có thể nhổ răng hoặc chúng ta cắt kẽ, chúng ta tạo một khoảng kẽ rất nhỏ giữa các răng để răng có chỗ dịch chuyển vào trong. Còn câu hỏi tiếp theo của bạn, lứa tuổi nào là thích hợp? Thì có thể chúng ta bắt đầu từ lứa tuổi từ 10 tuổi, 11 tuổi. Còn giới hạn trên của những người chỉnh nha, người lớn tuổi, thậm chí tôi có những bệnh nhân 57, 58 tuổi họ vẫn tiếp tục chỉnh nha. Điều đó là không cần trở nếu họ mong muốn thực sự muốn có một hàm răng đẹp. Nhưng mà ngoài ra có một số những cái trường hợp bệnh nhân nếu như mà họ bị ví dụ như hàm dưới đưa ra ngoài, chúng ta gọi là bị móm đúng không ạ? Hay là răng bị xô lệch quá thì cái phương pháp này liệu có hiệu quả không ạ? Chúng tôi những nhà chuyên môn lâm sàng chúng tôi gọi là khớp cắn hạng 3. Dân gian mới gọi là móm đấy. Nếu mà khớp cắn hạng 3 do xương thì chúng ta nên điều trị phẫu thuật trước. Nhưng mà hiện nay có rất nhiều bệnh nhân họ rất là sợ phẫu thuật cắt xương hàm dưới. Lúc đó thì chúng ta phải điều trị như thế nào? Chúng ta sẽ điều trị ngụy trang. Chúng ta sẽ đưa một cái hàm răng nó tương đối đẹp để cho bệnh nhân có thể là tự tin khi giao tiếp hơn. Cũng là một lựa chọn tốt để điều trị cho bệnh nhân. Thế là chúng ta cũng khá là yên tâm đúng không ạ? Mọi đối tượng thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì liệu là có một cái độ tuổi vàng, tức là một cái độ tuổi mà phù hợp nhất để mà chúng ta sử dụng cái phương pháp này hay không? Hay là ở mọi độ tuổi thì cái hiệu quả và cái khả năng của nó thì đều như nhau ạ? Cái độ tuổi vàng trong chỉnh nha thì người ta thông thường người ta tính là lứa tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Thông thường cái tuổi 12 hoặc 13 thì những hàm răng vĩnh viễn đã mọc ra hết rồi. Thì lúc đó chúng ta sẽ tùy chỉnh rất là dễ. Nhưng tuy nhiên trong cái
cái lộ trình điều chỉnh của Invisalign nó có một cái phương pháp, tức là chúng ta tạm gọi là chờ răng vĩnh viễn mọc ra, thì chúng ta cứ tùy chỉnh từ năm chưa đủ răng vĩnh viễn cũng được. Ở phòng khám chúng tôi có những bạn chưa mọc hết răng 7 ra, chúng tôi vẫn tiếp tục chỉnh và chờ đợi. Nhưng nếu chúng ta mà đợi vòng răng 7 mọc ra thì nó rất là lâu. Chúng tôi gọi là không tối ưu hóa được cái thời kỳ vàng của chỉnh nha. Nếu mà chúng ta chỉnh được càng sớm thì càng tốt, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà độ tuổi có cao hơn thì chúng ta cũng tùy vào cái mức độ hay là tùy vào cái hàm răng của từng người thì cái hiệu quả của nó cũng sẽ khác nhau. Kinh nghiệm của tôi thì tuổi càng lớn thì chỉnh nó sẽ càng chậm hơn. Vì cái mức độ xương, mức độ về cái cơ sinh học của hàm trên, hàm dưới nó sẽ khác. Thì chỉnh nha sẽ khó hơn. Cái tuổi như các bạn hiện nay, độ tuổi mà tôi thấy hay chỉnh nhất là từ 25 đến 35, thậm chí đến 40. Và năm nay xu thế thì lứa tuổi nhỏ hơn lứa tuổi teen, tức là cho trẻ con học từ lớp 7 đến lớp 12 thì bố mẹ rất quan tâm để chỉnh. Trước khi cùng đến với những phần tiếp theo thì bây giờ xin mời bác sĩ Đinh Xuân Quang cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một tình huống của chương trình. Làm sao đấy hả Phương? Ra một nhè răng ra kia. Thế chị không biết hôm nay em mới đi niềng răng về thì đương nhiên em phải nhe răng rồi. Niềng á? Ừ. Niềng mà chả thấy cái gì cả kia. Niềng đâu mà niềng, cái cô này cứ nói đùa. Ừ. Thật không thấy cái gì cả. Ừ. Không thấy cái gì cả là cái gì? Nó cứ trong suốt cả này này. Mà chẳng thấy có dây dợ gì cả. Ừ giời, bây giờ ai ta còn dùng cái công nghệ niềng răng ấy nữa. Bây giờ người ta phải dùng cái công nghệ mới nhất. Chị biết tên là gì không? Cái gì? Invisalign. Cái công nghệ này nhá, nó sẽ thiết kế một cái trong suốt. Ừ. Thiết kế cho từng bệnh nhân để phù hợp với cái khuôn răng. Ừ. Mà cái ưu điểm của công nghệ này nó cái gì chị biết không? Là không bao giờ nhìn thấy và không bao giờ chệch được cái khớp cắn. À, thế à? Ừ. Thế nhưng mà chị hỏi này, thế cái loại niềng răng mà không có cái dây thép mà chằng chịt cái nọ giữ vào cái kia thì liệu có đưa răng vào trật tự không? Được chứ. Này, trước đây chị làm gì với hai chị em nhân lầu đi. Ôi, này, vừa đi niềng răng xong mà lại rủ nhân lầu nó thế nào? Theo tôi nghĩ là vừa niềng răng xong là không ăn lẩu được đâu. Ô, hay là cô đi hỏi bác sĩ đi để nhờ người ta tư vấn kỹ càng cho xem nào. Không ăn được thật à? Như vậy là chúng ta vừa theo dõi một tình huống trong chương trình ngày hôm nay. Tôi thấy là từ đầu chương trình đến giờ thì quý vị khán giả ngồi nghe rất là chăm chú. Có vẻ như là ai cũng quan tâm đến vấn đề này thì phải. Không biết có đúng như vậy không? Quý vị khán giả có ai có một câu hỏi hay là thắc mắc chia sẻ nào đến chương trình không ạ? Xin mời quý vị khán giả. Thưa bác sĩ ạ, bản thân tôi cũng là người vừa mới đi niềng răng bằng công nghệ mới ở trung tâm nha khoa Aquacare. Thì tôi cũng rất là đồng cảm với nhân vật trong tình huống. Nhưng mà có một điều tôi thắc mắc là không biết là sau khi niềng răng xong thì mình cần phải kiêng những cái gì và chăm sóc răng như thế nào tại nhà để đạt hiệu quả tốt nhất ạ? Bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi được không ạ? Trước hết tôi xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Niềng răng Invisalign nó cũng có một cái nhược điểm, đó là sự tuân thủ của bệnh nhân. Nhiều khi chúng ta hướng dẫn bệnh nhân khá là kỹ. Ví dụ như cái khay chỉnh nha nó như thế này. Trước khi ăn thì chúng ta nên tháo ra. Tháo ra để cho vào khay. Thì khả năng mất của khay này rất ít. Nhưng rất nhiều bệnh nhân họ tháo khay ra, sau đó thì họ cho vào một cái giấy ăn. Sau đó họ để lên bàn. Và những người mà có thể dọn dẹp họ vứt đi. Mất cái khay này thì điều gì sẽ xảy ra? Thì chúng ta không được tùy chỉnh tiếp. Cái khay tiếp theo nó sẽ không vừa. Điều này rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta mất 3 khay liên tiếp thì chúng ta phải làm lại cái hệ thống khay này. Những khách hàng đang niềng răng thì kể cả niềng răng mắc cài hay niềng răng bằng khay trong suốt thì chúng ta cũng nên tuân thủ theo cái phác đồ điều trị của bác sĩ. Đặc biệt với niềng răng trong suốt thì chúng ta nên tuân thủ và thay khay đều đặn. Và cái khay này cũng rất là khó, bệnh nhân phải đeo trong vòng 22 giờ một ngày. Các bạn chỉ có 2 giờ đồng hồ một ngày để dùng đánh răng và ăn 3 bữa. Tuy nhiên thì những cái răng mà đang chỉnh nha thì bạn nhớ rằng là đang chỉnh nha răng bắt đầu rất là lung lay, thậm chí lung lay khá là nhiều. Nên bạn ăn thì bạn cảm thấy hơi lo lắng, đặc biệt là không ăn những đồ cứng. Sau cái buổi này các bạn khi mà đang chỉnh nha trong suốt các bạn sẽ biết điều này là tránh ra để tránh những cái mà phiền toái như đau cho cái vấn đề chúng ta ăn nhai hàng ngày. Dạ thưa bác sĩ ạ, răng em thì nó không đều ấy, với lại bị lệch ấy. Em cảm thấy khá tự ti bản thân với lại không dám cười nhiều ấy. Sau khi nghe bác sĩ phân tích về công nghệ mới niềng răng Invisalign ấy, thì em cảm thấy khá là tâm đắc ấy, với lại muốn niềng răng luôn để mình tự tin hơn trong cuộc sống ấy. Thì nhưng mà em lại lo sợ là niềng răng này mất thời gian bao lâu với lại có bị đau không ạ? Tỷ lệ khoảng hơn 50% họ nói rằng là chỉ ê thôi. Cái chứng ê trong cái ngày đầu, 2 ngày đầu. Sau đó ngày thứ 3 thì dần dần ê hết. Và đến ngày thứ 7, ngày thứ 10 thì cái khay nó kích hoạt, nó hết cái tác dụng lực rồi. Thì cái khay nó sẽ lỏng ra. Thì
thì mình không có cảm giác hết. Đấy là thời điểm vàng để chúng ta thay cái khay đó. Chính vì thế là khi mà mình đưa ra phác đồ điều trị đối với bệnh nhân thì mình lựa chọn cái phác đồ là 7 ngày đeo, 10 ngày đeo hay là 2 tuần đeo. Tối ưu hóa cái khay chỉnh nha để cho cái khay đó dịch chuyển đúng răng theo vị trí mình mong muốn. Theo phương pháp truyền thống ngày xưa thì tôi thấy là họ cứ phải đeo mắc cài trong vòng khoảng 2 năm thậm chí là lâu hơn thì mới được tháo ra. Còn với công nghệ này thì thời gian của nó là sẽ kéo dài khoảng bao nhiêu lâu ạ? Thì thời gian nhanh hơn mắc cài truyền thống là 30%. Với công nghệ chỉnh nha Invisalign thì bệnh nhân khá là tuân thủ hơn. Tuân thủ là một điều rất là quan trọng thành công. Còn những bệnh nhân mắc cài thì nhiều khi mình bong mắc cài ra, bong dây cung ra nhưng mình chưa đến. Thì nghiễm nhiên là cái thời gian vừa qua là răng không được dịch chuyển được rồi. Tôi có rất là nhiều người bạn sử dụng phương pháp là niềng răng mắc cài theo phương pháp truyền thống thì khoảng tầm 2 năm sau khi mà họ tháo ra thì tôi lại thấy hàm răng của họ lại trở lại vị trí ban đầu. Tức là cái sự thay đổi nó không có nhiều. Dạ, thì đối với cái phương pháp này thì liệu cái tình huống đó có xảy ra không ạ? Chỉnh nha mắc cài hay chỉnh nha trong suốt chúng ta đều gặp hiện tượng tái phát. Sau khi chỉnh nha xong thì chúng ta phải nhớ chúng ta có một giai đoạn thứ hai là giai đoạn là điều trị đeo hàm duy trì. Đeo hàm duy trì thì chúng ta có thể đeo từ 6 tháng đến 2, thậm chí 3 năm. Vấn đề nếu chúng ta không tuân thủ là tái phát rất là nhanh. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất là nhiều những cái phương pháp chỉnh nha ở rất nhiều các cái phòng khám nha khoa khác nhau và tôi thấy là gần như là mọc lên như nấm. Thế nhưng hiệu quả thì không biết là tới đâu. Thì làm như thế nào để cho quý vị khán giả, những bệnh nhân và những người cũng có mong muốn là thực hiện cái phương pháp này, chúng ta sẽ lựa chọn được những cái nơi uy tín và có một cái tiêu chí nào đó để chúng ta có được một sự lựa chọn chính xác không ạ? Các bạn mà muốn có nhu cầu về chỉnh nha trong suốt thì chúng ta nên lựa chọn một, thứ nhất là phòng khám uy tín, thứ hai là đầy đủ giấy tờ được Sở Y tế cấp phép. Quan trọng nhất là bác sĩ đấy là bác sĩ chỉnh nha Invisalign và được đào tạo. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều với sự xuất hiện của bác sĩ ngày hôm nay cùng với những chia sẻ, những tư vấn của bác sĩ và hy vọng là quý vị khán giả với 20 phút ngắn ngủi của chương trình thôi nhưng mà chúng ta cũng đã có được những thông tin hữu ích và quan trọng là chúng ta có được một cái sự lựa chọn và có thêm cơ sở để chúng ta tin tưởng vào cái sự lựa chọn của mình. Thưa quý vị, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị đến chương trình ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Sau khi được bác sĩ của Trung tâm Nha khoa tư vấn kỹ lưỡng về tình trạng răng, chị Huyền đã lựa chọn được phương pháp niềng răng công nghệ Invisalign. Sau khi sử dụng cái công nghệ niềng răng Invisalign thì mình cảm thấy rất là dễ chịu. Kể cả trong quá trình sinh hoạt răng miệng này hay là ăn uống hàng ngày thì khác với các cái phương pháp niềng răng bằng dây kim loại ấy, thì cái phương pháp này là phương pháp niềng răng không mắc cài. Chính vì thế thì mình cảm thấy rất là tự tin khi mà giao tiếp hay là cười nói với bạn bè vì sẽ không lo sợ bị lộ khay hàm răng. Với công nghệ hiện đại này, niềng răng trong suốt có thể đáp ứng được hầu hết các trường hợp từ móm nặng, hô nặng, khớp cắn câu, khớp cắn hở, răng mọc chen chúc hoặc xô lệch nặng. Có một cái mà mình rất là thích đối với công nghệ Invisalign này đó là về mặt là thẩm mỹ. Nó bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình niềng răng ấy thì gần như là không ai biết là mình đang niềng răng cả. Nó rất là trong suốt và vô hình. Về cái tính tiện dụng của phương pháp này ấy thì mình có thể tháo ra này, tháo ra lắp vào này, vệ sinh rất là đơn giản. Mình có thể thưởng thức tất cả các món ngon một cách thoải mái mà không ảnh hưởng gì cả. Mặc dù mình mới chỉ sử dụng phương pháp này 3 tháng thôi nhưng mà cái hiệu quả của nó là rất là rõ rệt. Invisalign sử dụng các khay trong suốt, người ngoài không thể nhận thấy người niềng răng đang đeo thứ gì trong miệng trừ khi chính họ nói ra. Điều này sẽ giúp cho bạn có nụ cười tự tin trong suốt thời kỳ điều trị. Ngoài ra, một số lợi ích của việc có Invisalign là các khay được tháo lắp dễ dàng, giúp bạn có thể ăn uống những món mình ưa thích. Bạn không gặp phải vấn đề gì khi chải răng và dùng chỉ nha khoa. Điều này làm giảm các bệnh về răng như viêm tủy răng, viêm quanh răng, viêm nha chu sâu răng. Vì vậy, đây sẽ là giải pháp tối ưu đảm bảo an toàn và phù hợp với tất cả các đối tượng ở mọi lĩnh vực, ngành nghề mà muốn chỉnh nha để có hàm răng đều và đẹp.